Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê, English with Lê. Trong video này, Lê sẽ chia sẻ với những bạn, những người mà mất gốc tiếng Anh, kinh nghiệm để tăng cường kỹ năng giao tiếp. Thứ nhất, hãy xây dựng từ vựng. Có lẽ Lê không cần phải nói về tầm quan trọng của điều này đối với người học một ngôn ngữ. Giả sử các bạn có cơ hội được nghe một người nói tiếng Anh, nếu bạn hiểu được 3 từ pizza, spaghetti, chicken, bạn cũng đoán được người ta nói về chủ đề đồ ăn. Nhưng câu hỏi là học bằng cách nào? Bạn cũng thường xuyên nghe thấy việc dán nhãn vào tất cả những đồ vật khắp nơi trong nhà bằng tiếng Anh, chép đi chép lại các từ để học thuộc. Lê gợi ý thêm các bạn hãy học cả cụm từ, đặt chúng vào trong câu, đặt những câu thật quen thuộc với mình, kể về chính mình. Những câu rất thật với các bạn sẽ giúp cho các bạn học các cụm từ nhanh hơn. Nhớ là dùng sự tưởng tượng thường xuyên, luôn hình dung ra bức tranh mà các bạn miêu tả. Giả sử các bạn học từ small, bạn thử xem trong nhà mình có nuôi thú cưng không? Có con chó, con mèo không? Câu của bạn có thể là my cat is small. Nhưng mà nó to bự. Thì bạn sẽ nói my cat is not small. Thứ hai, hãy học từ những nguồn khác nhau. Từ phim, sách, truyện, thậm chí là truyện cổ tích. Kết bạn với những người nói tiếng Anh. Lê là người ủng hộ cho thuyết vui học. Bất kỳ phương tiện giải trí có liên quan đến tiếng Anh nào gây hứng thú cho bạn, hãy tận dụng chúng. Tận dụng Internet, tận dụng thời gian của các bạn. Không phải học viên nào cũng có điều kiện được đi du học ở những nước nói tiếng Anh bản xứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tăng cường được kỹ năng nói của mình. Hãy tạo ra môi trường học tập phù hợp. Việc các bạn nghe một bài hát có phần lời đã xem trước rồi hoặc bất kỳ một video nào có liên quan đến tiếng Anh phù hợp với trình độ của các bạn cũng có ích các bạn ạ. Hãy hình dung ra việc mình học tiếng Việt khi mình còn nhỏ. Các bạn nghe nó hàng ngày hàng giờ. Chúng ta cần độ tiếp xúc thường xuyên liên tục để học một ngôn ngữ nhanh hơn các bạn ạ. Thứ ba, dám thực hành và không sợ mắc lỗi sai. Chắc chắn có công mài sắt có ngày nên kim và chăm hay không bằng tay quen. Bạn biết về mặt lý thuyết nhưng bạn không thực hành, bạn cũng không giao tiếp được. Bạn nghe câu mình học tiếng Anh lâu rồi mà không nói được chắc cũng thấy quen. Chính xác các bạn ạ. Biết lý thuyết, không thực hành, chúng sẽ mai một đi. Bạn có cái gì mà bạn không dùng, bạn sẽ mất nó. Không ai sẽ cười mình khi mình tự làm điều đó, khi mình mắc lỗi sai và sửa, phải không các bạn? Thứ tư, đừng bao giờ bỏ cuộc. Lê khẳng định với các bạn rằng vạn sự khởi đầu nan. Những khó khăn lúc đầu luôn luôn là những lý do khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy lấy việc biết thêm một điều gì đó mới, kết nối với thế giới, dễ dàng, vui vẻ hơn làm động lực để thực hành hàng ngày, chinh phục thêm một ngôn ngữ mới các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.